Chào các bạn, đồng hồ định vị trẻ em thường thì cái đồng hồ, cái giờ của đồng hồ ấy thì sẽ được tự động cập nhật bởi nhà mạng và chúng ta không thể chỉnh theo giờ, theo phút được mà chúng ta sẽ phải chỉnh cái múi giờ ờ, thì để chỉnh múi giờ các bạn vào cái phần SI Checker, phần mềm trên điện thoại và các bạn truy cập vào mục là thiết lập và đây các bạn sẽ có cái mục là ngôn ngữ và múi giờ sẽ giúp các bạn chỉnh ngôn ngữ sử dụng trên đồng hồ và múi giờ là bao nhiêu thì đồng hồ sẽ tự động chỉnh đúng giờ thế thì ngôn ngữ đấy các bạn nên để tiếng anh vì đôi khi tiếng việt thì một số ngôn ngữ nó cũng sẽ không hiển thị đúng và các bạn chọn múi giờ là cộng 7 và các bạn nhớ là cái phần daylight saving time này các bạn phải tắt đi vì chúng ta không có cái giờ cộng thêm mùa hè và các bạn chỉ để là giờ là cộng 7 và các bạn bấm xác nhận thì lập tức cái đồng hồ ở trên điện thoại này sẽ được tự động chỉnh đúng vì cái đồng hồ được lấy theo nhà mạng và ngày và thứ này cũng đúng theo luôn và đây là cách chỉnh giờ của đồng hồ định vị trẻ em chúng ta chỉ cần chỉnh múi giờ là cộng 7. và chúng ta xác nhận nhớ là phải tắt cái chế độ cộng thêm giờ vì nếu không các bạn sẽ bị cộng thêm một tiếng nữa chúc các bạn thành công xin chào và hẹn gặp lại